Xin chào mọi người, World Cup đây. Năm nay, World Cup sẽ có mặt trong album Dám Đam Mê, Dám Rực Rỡ của We Choice Awards 2023. Mọi người cùng đón chờ nha. Dạ, xin lỗi. Chắc chắn là có rồi. Dám hai giới tính. Cũng là một cái chắc chắn là có luôn. Dám cưới. Chắc là... Dám cưới bản thân. Hả? Cái này thì chắc là... Không biết đấy nhỉ? Yeah, boy. Chắc là không, tại mình cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Bạn có dám bỏ tất cả đi du lịch? Không, chắc chắn là không rồi. Du lịch thì là một cái kiểu hình thức kiểu nghỉ ngơi thôi. Nhiều lúc vẫn thứ quan trọng hơn là cái việc mình cần nghỉ ngơi. Có dám bỏ không? Một cái chắc chắn là không nữa. Bản thân mình cũng không cho phép mình làm điều đấy. Có dám thương một cái lớn và đang bất chấp tất cả. Cái này á, cái này thì chắc là phải tùy nhá, tại vì là đã là đam mê thì là một cái mà sẵn sàng nhiều lúc có một vài người có thể trong đấy có World Cup sẵn sàng gạt đi rất nhiều thứ để vì đam mê, nhưng mà cứ cho là có đi. Chắc chắn là có rồi, là một công việc yêu thích World Cup làm hàng ngày. Đó là thẩm mỹ á, mình nghĩ là mình dám xăm hình rồi thì ok, không được thẩm mỹ.